À, ở đây chúng ta đã có một cái ống là UPVC rồi đúng không? Chúng ta sẽ nhân bản ống này lên để tạo ra ống PVR PN10. Chúng ta kích vào nhỉ? Resistor. Chúng ta nhỉ? Nút bí kết lên. Gia nhập là nhỉ? PPR PN10. Rồi. Rồi. Tiếp theo là chúng ta phải add cái ống vừa chúng ta vừa tạo vào trong cái danh sách này. Chúng ta kích vào exit này. Rồi. Thì thằng này cũng không khác gì ống gió, nó cũng có những cái chân đập giống hệt như cái phần ống gió thôi. Gồm bây giờ, nhưng nó có thêm một cái là gì? Pi segment chính là cái chủng loại ống mà chúng ta vừa thiết lập này. Thì chúng ta phải chọn nó là gì? PPR PN10. Thì nó sẽ có các cỡ min size max size từ 20 đến 50 trong bảng này. Thì chúng ta chỉ chọn tạo đến 50, nó chỉ có cỡ size trong bảng theo cái bảng chúng ta chọn thôi, chứ nó không có cỡ lớn hơn. Muốn có lớn hơn là chúng ta phải gì? Chúng ta phải tạo thêm. Rồi, tiếp theo phần elbow chúng ta sẽ chọn nó là gì nhỉ? Good PVR. Vì đây là đang ống UPVC, nó đang dùng phụ kiện pin PVC đúng không? Nhưng đây ống PVR chúng ta phải chuyển sang phụ kiện PVR. Cái này thì nó không dùng cáp rồi, nó chỉ có dùng ti thôi. Rồi chúng ta lại chuyển cái T thành gì ạ? T lệch PVR. PVR này. Tiếp close ở đây chúng ta chọn standard này. Mình thường nó ít dùng close trong cái này. Tiếp theo cái phần côn đã chuyển thành nhỉ, côn nhựa PVR mang sông union là chính là cái nối cung tiết điện đúng không? Chúng ta cũng chọn là gì, mang sông PVR. Cái này là mặt bích. À, mặt bích thì sẽ dạy trong bài phần phòng cháy nhá. Cái bài này mình ống dùng PVR, mình chưa dùng mặt bích nhưng chưa cần. Trong phần phòng cháy có phần chạm bơm ấy, thì phải vẽ ống trong chạm bơm sẽ cần mặt bích, thì chúng ta sẽ thiết lập mặt bích. Còn cái này chúng ta chưa cần, chúng ta chỉ cần chọn như vậy. Đầu bịt PVR thôi. Còn mặt bích chúng ta để nguyên. Ok. À đây nó báo nhỉ? Do fitting is cross asset to 5 size. Có nghĩa sao? Người kích vào này. Ở bên cái bảng size này nó sẽ có chế độ là à cái phụ kiện nó thiết lập cho size cỡ bao nhiêu. Thì chúng ta phải sử dụng cho gì ạ? Tất cả các cỡ size, tất cả các cỡ size đều được dùng phụ kiện này. Chúng ta để 5 thì chúng ta vẽ thập nó không ra được. Rồi. Ok. Đây mọi người sẽ thấy này. Cái màu mà chúng ta thiết lập này nó sẽ hiển thị ở đây. Mấy cái ống kia nó được thiết lập màu xanh hay màu gì là do vật liệu cái ống nó quyết định ở đây. Đấy, như vậy là chúng ta đã làm xong được cái ống PVR PN10 rồi, với ống này sai mà chúng ta muốn. Tiếp theo là chúng ta làm nốt các cái phần liên quan đến phần PI system rồi chúng ta sẽ nghỉ nhá. Tương tự như ống ga thì ống nước cũng có các hệ, nhưng mà ống nước nó sẽ khác một chút này nhỉ. Ống nước cái phần thoát nó sẽ phân là ống thoát rửa này và ống thoát xí riêng. Rồi thế thôi nhỉ. Và ống thoát nước mưa nữa. Ba loại. Thông hơi là loại riêng rồi, nó có loại riêng để thế thông hơi. Mọi người để ý này. Pi system nhá, mọi người mình mở cho mọi người phần pi system này. Ở nước ngoài ấy, nó không phân là thoát nước rửa với thoát nước xí riêng đâu. Vì tất cả hệ thống nó gom chung vào một hệ thống nó xử lý hết. Nên nó để mỗi là sanitary thôi. Việt Nam thì tách riêng. Nhưng ở đây nó không tách nước mưa riêng. Giờ mình sẽ từ cái sanitary này mình sẽ tạo ra ba cái loại này nhỉ. Thoát nước rửa này, thoát xí và thoát nước mưa. Còn cái cấp nước thì dùng cái cold water. Cấp nước nóng thì dùng hot water. Vem thì dùng thông hơi đúng không? Chúng ta ấn phải chuột vào sanitary này, chọn gì ạ? Type protein. Đầu tiên chúng ta cũng nhân bản lên này, duplicate
Đầu tiên là hệ thống thoát rửa nhá. Ok, trong cũng chọn màu thôi. Thoát rửa chúng ta sẽ chọn là màu màu hồng, là màu hồng đi. Rồi chúng ta lại đúc cái kế tiếp, thoát xí, chúng ta sẽ chọn màu này nhỉ, màu xanh này đi. Tiếp theo chúng ta lại tạo cái thống tiếp là gì, thoát nước mưa. Mưa chúng ta sẽ cho màu xanh như này. Ok, còn cấp nước thì chúng ta phải nhân bản từ thằng câu water lên là cấp nước lạnh, chúng ta phải đút từ thằng cấp nước lạnh lên. Chúng ta chọn màu gì à, xanh nhạt cây. Còn chúng ta sẽ chọn cái thằng này, hot water nhân bản lên là thành nhiệt cấp nước nóng. Ok, chọn màu. Ok, thì như vậy là chúng ta thiết lập xong các hệ thống thoát nước rồi và màu sắc cho hệ thống cấp thoát nước. Ngày sau mình sẽ bắt đầu vào vẽ.